mọi người, tôi là một chia sẻ Bùi Công Dũng. Hiện nay tôi đang tại ở giáo xứ Phố Ràng, Bảo Yên, Lào Cai. Chúng ta đang nghe tiếng hát văng vẳng từ trong nhà thờ phát ra đó. Đó là tiếng hát của cha nói những cái những quà phải ra phía sau con đi để cho tụi con làm việc á. Trong khi chờ đợi để nhận quà thì có một vài tiếng hát để phục vụ cho mọi người. Và chuẩn bị nhóm tiếng hát người nghèo để phát quà cho bà con đây. Đoàn Bautista Nguyễn Sang đặc trách công tác của giáo phận Mỹ Tho và ngài đã cùng với đoàn thiện nguyện đến đây chia sẻ tình yêu thương với phía bạn chị em vùng Bảo Yên, vùng bị rất là nặng nề về lũ lụt vừa qua trong cơn bão số 3. Chúng ta cùng chào đón cha, cùng chào con tay thân lớn. Ngày hôm nay cha cũng như đoàn và các công nhân đưa đến cho chúng ta những món quà rất ý nghĩa và thiết yếu trong cuộc sống chúng ta có rất nhiều điều đồ. Cảm ơn cha, quý đoàn của cha, có tay nữa. Và đây, chúng con xin được mời cha chia sẻ với bà con trước khi chúng ta nhận phần quà. Trước hết, con xin kính chào cha tiên sư. Quay cho anh. Và còn đang lại được không? À, đang lại. Ok. Thì hôm nay tin cùng địa bàn của chúng ta vì có một sức khỏe nặng nề. Và chúng con từ trong miền Nam nhìn thấy các bạn những bạn chúng con rất là thương các bạn chị em, mà trước hết chúng con cũng chẳng biết làm gì ngoài việc chúng con đi thân lễ và cầu nguyện cho các bạn chị em. Và đến hôm nay chúng con cùng với các anh chị em trong đoàn đến đây để thăm các bạn chị em và được quý cha của nơi đây, đặc biệt là cha thánh xứ tạo một điều kiện cho chúng con để gặp gỡ và thăm những bạn trẻ. Và đặc biệt đó là chúng con cũng được chia sẻ những cái khó khăn, những cái đau thương, những sự mất mát của những bạn trẻ qua những phần quà này. Những phần quà này rồi nó sẽ qua đi và sắp tới chúng ta phải đối diện với những cái khó khăn, đó là sửa lại nhà cửa, rồi những cái mà nó đã mất mát từ cái nhỏ cho tới cái lớn. Thì một mình con thì nó không thể làm được điều gì lớn lao. Con chỉ biết cầu nguyện xin Chúa cho có nhiều thân nhân lớn để cũng mà chia sẻ đỡ cho các bạn trẻ. Và ngày hôm nay thì những phần quà chúng con tặng cho các bạn trẻ là những cái nhu yếu phẩm rất là bình thường trong cuộc sống: gạo, mì gói, dầu ăn, nước tương, nước mắm, kẹo, bánh. Và bánh mì ngày hôm nay là bánh mì chúng con làm cho các bạn trẻ từ cái quán cơm lò bánh mì vui vẻ của chúng con, từ tay chúng con làm. Chúng con sẽ gửi tặng cho các bạn trẻ một món quà, nhất là những người già rất là cần, đó là những cái chai dầu nước xanh chúng con mang từ ở bên Mỹ từ nước ngoài về cho các bạn trẻ, và một cặp phong bì cho các bạn trẻ. Một phong bì này chúng ta có thể nuôi được hai heo để chúng ta nuôi, chúng ta có thể nuôi được bầy gà, chúng ta có thể nuôi được bầy vịt để mà chúng ta nuôi. Và đặc biệt là những gia đình có những cái hoàn cảnh thương tâm hơn thì chúng con sẽ chia sẻ nhiều hơn nữa. Cho nên ngày hôm nay chúng ta sẽ được nhận những chai dầu này, nó như là một cái sự xoa dịu ấm áp của mọi người về đến cho các bạn trẻ, và mong rằng các bạn trẻ có nhận phần tấm lòng yêu thương của chúng con. Và để cho việc trao tặng quà hôm nay diễn ra trong trật tự và nhanh chóng thì xin các bạn trẻ theo sự hướng dẫn của cha thánh xứ như quý cha ở đây. Đó là quý bà chị em lên quý cha ở đây sẽ trao cho chúng ta một con gạo, rồi sẽ đưa cho chúng ta một cái giỏ, chúng ta ra bên ngoài, rồi nhân viên của chúng con sẽ bỏ đồ lên cho quý bà chị em, rồi quý bà chị em sẽ cầm một cái giỏ và một bì thơ bên ngoài chúng ta về với nhanh chóng, được không? Dạ vâng. Cho nên con một lần nữa xin cái bàn cảm ơn quý bà chị em đã bỏ thời gian công sức đến đây để nhận một cái phần quà nhỏ bé của chúng con. Chúng con rất cảm ơn và sự chân thành của mình. Và chúng con được nhìn thấy như thế này, chúng con hứa chúng con sẽ trở lại với những bạn trẻ trong thời gian sắp tới để cùng với quý cha
đồng hành với những bạn trẻ, chúng con chia sẻ, chúng con làm được cái gì chúng con làm nhé. Bây giờ đây chương trình cao tặng quà chúng ta sẽ được phép bắt đầu. Cảm ơn anh cha đã chia sẻ với chúng con và sẽ phát quà cho chúng con và cha hướng dẫn này. Những cụ già cong chân này là chúng ta không có thể xách được, nói là nhỏ bé nhưng không xách được nào, và nhiều đồ mạnh kia chúng ta phải có người trợ giúp nha. À, người trợ giúp, và chúng ta trợ từ ai cũng có quà, những người nhận sau khi lại nhiều nhất đó. Bởi vì nếu như hết đồ sẽ bù tiền, không sao, sẽ có tất cả trong khi phải chấp nhận đủ. Chúng ta đồng ý là phải từ từ và có tình yêu thương bác ái với nhau không? Vỗ tay, vỗ tay. Xin mời bụng, xin mời bụng bắt đầu. Từ từ sẽ có người hỗ trợ. Đây, đây như này, người này là ai hỗ trợ đây? Và ai hỗ trợ đứng lên. Đây, ai hỗ trợ nào? Có mặc ái đâu? Rồi, rồi thì chúng ta lấy nào và mang cho cụ luôn, xách cho cụ luôn. Mình xách cho cụ, mình xách cho cụ. Rồi, đi luôn, đây, mình xách cho cụ. Cụ lên luôn, cụ lên luôn, đúng rồi. Cứ tận rồi, không sao cả. Cụ đứng lên, đứng lên, đứng lên. Nhóm bác ái hiến sĩ đang cùng trợ giúp cha xứ và nhóm tiếng hát vì người nghèo của cha Việt Sang để phát quà đến cho những người mỗi gia đình một thôi. Chúng ta nhớ là bây giờ mỗi gia đình một thôi. Bây giờ 5 người trong gia đình đi lấy thì không được, không bác ái được đâu nhá. Nếu như mà có 5 người đi thì cử một người thôi, nhớ chưa? Bố để mẹ để 5 con nữa thì thả nhiều. Rồi xin xin lên, xin lên. Mỗi một gia đình một thôi, nhớ. Rồi. Hôm nào đi xách ra ngoài. Đi nào, đi luôn, đi luôn. Xách, đấy, đúng rồi. Rồi, chúng ta bắt gạo nhá. Ngồi gạo. Chào tất cả quý cộng đoàn. Đi ra ngoài đi luôn. Rồi. Ngoài ông, ngoài ông. Cứ lần lượt vậy không sao cả. Rồi, chúng ta phải văn minh và có tình bác gái, có tình thương với nhau. Rồi, rất tuyệt vời. Nếu bố mẹ thử cho con thì bố mẹ thôi nhé, nhớ chưa? Đấy. Tuyệt vời. Đúng rồi.
và đi luôn bao gạo ra lấy đồ. Bà con mà biết những ai ở bản xa sông mà chưa tiếp cận chưa ra được nhà mà chưa được lấy đàn đào, bà con cứ giới thiệu là nha, ta sẽ tìm cách có gạo, từ từ có gạo nhưng đừng lấy đợt hai này, chia sẻ cho những người ở sông mà chưa được ai còn ba gói thì tôi cũng phải ba thùng rồi tôi đấy. Rồi, rất là được vậy, rất tuyệt vời. Đấy, người ngoài kia cũng rất trật tự. Cha ứng lương có phải 10 đồ khác nhau. Đấy, có đủ mọi thứ đồ. Tình người trong mùa lũ. Dạ chị Biên. Đó, thầy Nhàn đang quay đây. Chào mọi người. Chào Đức Thắng. À, con đang quay máy của cha Dũng. À, đang live trực tiếp máy cha Dũng. Chúng ta có nhìn thấy nó lộn xộn như ở nơi khác không? Nó không lộn xộn phải không? Không ai ở trên với ai, phải tranh đầy mọi yêu thương bác gái. Đi ngày là đi ngoài, nước ngoài ta nhìn thấy hào hùng Việt Nam người ta luôn nhận quà, không ai che ai, tuyệt vời không? Thấy không? Đúng rồi. Nha. Ai khó khăn gì nhá cần cứ liên hệ đến cha, cha là cha sánh sứ ở đây, cha phụ trách ở cả huyện Bảo Yên với cả bên khu vực của Văn Bản nữa, đó, theo xã hội. Nên là ai cần nhà con có người đi viết cũng có tiền để chữa nào liên hệ với cha, ta chỉ cách nào hay đó có thể giúp được phần nào nhé. Ở đây là đang phát quà trực tiếp tại giáo xứ Bảo Yên, nơi mà bị thiệt hại nhiều nhất trong vụ lũ lụt vừa qua. Rất là đông. Hôm nay mùi vùng Bảo Yên nó tuyệt vời. Bà con dân tộc là ý thức bà con dân tộc biết nhường nhịn nhau. Chúng ta chú ý nha. Gạo phát trên vai, bao cầm trên tay. Bà con ra ngoài được đồ cho khác. Chúng ta chú ý nha. Hoạn hạn chừng vẫn vui, vẫn cười. Đây là một gia đình à? Con Yên à? Bố mẹ con không? Dạ. Đừng nhận riêng đó nhé. Bố mẹ không lên nữa, con lên nhận thay rồi. Trên này thì lại không được nhận đó. Cứ phải ở dưới mới lên được thì có. Bà con đừng sợ nhé. Hết đâu. Nếu mà hết thì nữa bà con được một phong bì to hơn. Phong bì to bằng này. Tuyệt vời, Bảo Yên tuyệt vời. Bảo Yên tuyệt vời. Bảo Yên không sợ đói, chỉ sợ không có lòng. Thank you.
Rồi chúng ta ra ngoài xem nhóm của cha linh mục Nguyễn Sang đang phát ở ngoài. Hôm nay là không xếp hàng thì cha cứ mời ra ngoài này. Đang rồi cha gửi tặng. À cha cần gì không? Từ từ. Mời cha xuống. Ok. Rồi kính thưa quý vị đang xem trực tiếp những hình ảnh. Thầy ơi, thầy đâu rồi? Đi đâu vậy? Con Dũng ở bên đây là sao con Dũng ở đâu đây nè? Sao Dũng nãy giờ Dũng vậy con? Thưa quý vị, ngày hôm nay chương trình chúng con em mới bỏ chuyện này rồi đó nha. Trước mắt thì Nguyễn Thanh xin lỗi tất cả anh chị em vì ngày hôm nay đoàn không có đủ thời gian. Đêm hôm qua chúng ta phục vụ tại nhà thờ Giáo Nghĩa Thái Thái Bình về tới Hà Nội chưa chậm mắt được 2 tiếng để lên đây. Chúng ta ngày hôm nay thiếu nhân lực của quý vị nhưng mà vui là vì được cha Nguyễn Sang tặng cho bà con những người rất là cần sự hỗ trợ và giúp đỡ. Cho nên chương trình nếu có gì sai sót thầy cô phát trong việc trao tặng quà mong anh chị em bỏ qua cho. Nhưng con thiết nghĩ bà con còn ấm này thì hôm nay là con nhận được những phần quà và có ý nghĩa từ cha Nguyễn Sang. Dạ. Dạ, một cái phân thư. Dạ, một cái phân thư.
cảm ơn cha đi, dạ cha gửi tặng đó. Rồi cha gửi tặng. Dạ cha gửi tặng. Cha gửi tặng nhé. Rồi cha gửi tặng. Rồi luôn đi. Rồi cha gửi tặng. Cảm ơn cha gửi tặng nhé. Đây cũng bị. Cảm ơn cha, cảm ơn cha, cha đang đứng đợi. Rồi cảm ơn cha, cha đây, cha đây. Dạ, cảm ơn cha sang lên. Rồi quay với phần quà, cha chuẩn bị cho bà con. Vì cha đã chuẩn bị thêm một cái phong bì thì bà con về mua con heo, con lợn để nuôi. Dễ thương quá à, rất là thích cây lầu xanh đúng không ạ? Cây lầu xanh chúng ta có thể cảm gì hết, chúng ta sức, rất là khỏe đó. Sau mùa lũ, dạ. Chị Đào ơi, chị Đào thiếu rồi, hết rồi. Rồi bên kia hạt, hết rồi. Hết tình thương rồi, hết tình thương rồi chị Đào ơi. Trời ơi, chị Lan đâu rồi? Chị Lan kia, chị Lan bỏ bớt đi lại phụ chị Đào làm cái này đi. Đây, gửi rồi. Chú anh chị nha. Dạ, cảm ơn ạ. Dạ đây ạ. Dạ đây ạ. Dạ đây ạ. Tiếp tục đưa chị Đào ơi. Chị Hà chị nào hết là ngưng nha. Ngưng lại. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi, từ từ nha. Vậy chúng ta cứ đi tiếp đi ạ. Chị Hai này có bị thương nè. Rồi. Rồi chúng ta cứ đi tới ạ. Dạ, yeah, về mình khỏe nha. Cố gắng nha, về mình khỏe nha. Ok. Tại nhà thờ Giáo xứ Bảo, Bảo Yên, thuộc tỉnh Lào Cai. Cha đi đưa rồi không? Cha đi rồi, khỏi. Cha đi đưa. Cha đi tặng luôn rồi, thì giữ đi đi. Cái nào là để đây. Rồi, tới nơi, thuyền về. Thank you.
Chị mất có lối đâu, còn chị không có đi cắt ngang đây, không ai phát cho chị hàng ngang nhá, chị phải lên này trước. Nhiều quá là còn đông hả? Vài ngàn người đấy ta.
Bé ở trong nào ra vậy bé? Ở gần đây hả? Ờ à, rồi, chúc em mình khỏe nha. Rồi, ok. Ok, cảm ơn. Cảm ơn, ai cũng có phần. Wow. Tuấn ơi, bác sĩ vàng lên kia đi. Mày đau chân vào đi chỗ. Nhóm tiếng hát vì người nghèo của cha Giang Ba Sita Nguyễn San đem đến cho bà con ở cục giáo sứ Núi Vàng, và nãy giờ chúng ta xem để mà chia sẻ một phần của nó với bà con ở đây, và con lên đây để hẹn gặp lại lần sau. Cảm ơn thầy Phú Mai Nhà nhiều nhá. Rồi, cảm ơn cha. Rồi, tất cả vì người nghèo. Ok, cảm ơn.